Con hôm nay siêu thị máy nông nghiệp cơ giới Gia Liên Pháp của tôi xin gửi đến quý bà con khách hàng một cái nhãn hiệu đến từ Nhật Bản, đó phần Genma có cái hiệu là F220. Về cái con này là đây là xe loại 2 cầu. Đây là cái lớp trước đây. Lớp trước là có thông số kỹ thuật là 6.00012. Và đây là cái lớp sau. Lớp sau có kích thước là 8.324. Chúng ta có thấy là từng cái chi tiết ở trên cái con trên cái chiếc này là đều cái thông số được còn nguyên hết, thấy không? Không có biểu hiện của cái sự mòn của cái lớp xe. Đây, mặt các thông số kỹ thuật đều còn rất là sáng, rất là bóng. Có nguồn gốc từ Ấn Độ. Về cái xe này có 9 số tiến và 3 số lùi. Có chiều này có cái chiều dài là 2,5 m, chiều rộng là 1,2 m và chiều cao là 1,3 m. Đây chúng ta thấy là cái màu sơn là còn nước sơn là nước sơn zin từ bên Nhật về luôn, nó còn rất là sáng bóng. Đây. Và đây là cái đồng hồ đây, đồng hồ. Đây cái ghế ngồi chúng ta ngồi rất là êm, rất là mát ở cái sàn. Đây là cái cầu trước, chúng ta thấy là số rồi vẫn còn nguyên. Không có cái dấu hiệu của cái sự reset hay là ốc. Rồi chúng tôi đang đi qua bên phía cầu sau. Đây chúng ta cũng thấy là có những cái con số, còn thông số chúng ta nhìn thấy rất là rõ, rất là sáng. Hoàn toàn là không có cái dấu hiệu gì mà của cái sự reset hoặc là mờ hay là những cái dấu gì hết. Đây bên đây cũng vậy, bánh sau bên đây cũng như thế luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ nổ máy cho bà con xem nhé. Chiếc xe này là có 3 máy nha bà con. Đây là xe đã nổ. Bây giờ chúng tôi sẽ dở lên cho bà con xem, tôi đang tạm lên nhưng mà trước mắt cho bà con xem về bánh đèn đây. Đèn báo rất là đây là cái hệ thống đèn phía trước. Rồi, cảm ơn bà con. Chào đấy, cái sàn đứng chân rất là sáng, rất là xe này chúng tôi bán với giá là 60 triệu nha bà con. Ở siêu thị chúng tôi là luôn bảo hành cho quý khách bà con cô bác là trong vòng từ 3 đến 6 tháng từ lúc để lúc mua máy. Đây xe bắt đầu lăn bánh đây. Ở chúng tôi thì có rất nhiều các quý khách đến từ miền Trung, miền Bắc, miền Tây, miền Đông, Nam Bộ rất nhiều. Và chúng tôi có những xa quá thì chúng tôi sẽ bán hàng trực tiếp qua bên mạng online và chúng tôi sẽ gửi toàn bộ cái ra đến tận nơi cho quý bà con cô bác luôn. Cho nên là về mặt này bà con cô bác có yên tâm, chúng tôi là luôn bán vậy, có sao thì chúng tôi sẽ quay phim y như vậy, chúng tôi không có nói thêm và nói bớt bất cứ thứ gì. Chúng tôi có hai kênh YouTube là Hiếu Đoàn Thanh và là Gia Linh Phát. Chúng tôi có hai số điện thoại là 0979066969 và là 02723639944. Chúng tôi cũng đã bán rất nhiều các loại xe, các dòng nhãn hiệu khác nhau đến từ Nhật. Và chúng tôi cũng đã có đăng lên kênh YouTube. Vâng, hẹn bà con vào một clip gần nhất nhé. Chúng tôi sẽ làm giới thiệu một cái con Genma có cái hiệu là AF15 cũng đến từ Nhật luôn. Vâng, xin kính chào bà con. Chúc sức khỏe ạ.